Xin chào, các bạn có thấy tờ giấy mình đang cầm trên tay không? Mình sẽ viết một thông điệp bí mật lên tờ giấy này, nhưng không dùng viết mà dùng một chiếc bông ngoái tai. Ủa, sao chẳng có chữ nào cả? Tất nhiên rồi, mình đã nói là thông điệp bí mật mà. Để làm cho thông điệp hiện ra, các bạn phải dùng máy sấy tóc. Nhưng các bạn hãy nhớ nhờ ba mẹ giúp cắm điện giùm nhé, nếu không sẽ bị giật điện đó. Sao mình có thể la hô biến ra chữ được hay vậy? Mình và các bạn cùng tìm hiểu.